Sau khi tham gia chương trình và nhận được những lời tư vấn của bác sĩ, anh Phong đã tìm được phương pháp giúp anh khắc phục bệnh trĩ tái phát sau phẫu thuật. Xin chào anh, sau một thời gian tham gia chương trình cũng như là đã sử dụng cái sản phẩm mà bác sĩ khuyên thì anh có cảm nhận như thế nào về cái sản phẩm này? Từ hồi tôi sử dụng sản phẩm An Chị Vương đến nay, kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập khoa học theo lời bác sĩ khuyên thì tôi cảm thấy là các cái dấu hiệu giống như táo bón, đi cầu ra máu và cái búa chỉ nó co lên, các dấu hiệu về bệnh trĩ nó đã hết hẳn. Vâng, vậy thì anh đã sử dụng sản phẩm này như thế nào để mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất? Trước đây tôi sử dụng 9 viên một ngày thì sau khoảng 3 tuần tôi cảm thấy nó đã đỡ hẳn. Thì hiện tại bây giờ thì tôi chỉ sử dụng 6 viên một ngày để tránh trường hợp bị táo bón. Tôi cảm ơn chương trình và bác sĩ đã tư vấn cho tôi một sản phẩm tốt như vậy. Sử dụng một sản phẩm uy tín hiệu quả đã được kiểm chứng trên lâm sàng, kết hợp với một chế độ dinh dưỡng luyện tập khoa học là cách để người bệnh phòng ngừa bệnh trĩ tái phát sau phẫu thuật.